Uống ở nhà mình mẹ cũng hay dắt nước cam uống. Giờ mình mua cái máy này rồi, cái mẹ làm nước cam uống đỡ cực hơn. Mà công nhận nha, cái màu khóm khìa lên nó đẹp quá nè mọi người, mà thơm lắm nha. Ở ngoài cái mùi nó thơm phức à. Còn đây là gà khìa cam của mình xong rồi nè. Nãy mình để nước khóm hơi nhiều nên cái thịt khìa hơi lâu chút. Rồi đó, hai món khìa của mình xong rồi nè. Làm đơn giản mà lẹ ha mọi người. Nhà mình không có dĩa bự, cái mình lấy thớt nè để lên. Ê mà dòm giống nhà hàng đi co lắm nha. Gà khìa nước cam với lại thịt heo khìa khóm này mình thấy ăn cơm được nè, ăn bún cũng ngon, rồi lấy bánh mì chấm ăn cũng ngon nữa đó. Mà có điều cái ba chỉ heo này nè, ba để nước khóm hơi nhiều á nên cái màu với lại cái vị khóm nó hơi đậm quá. Để mốt làm cho mấy đứa nhỏ ăn ba tém lại bớt, còn lại là coi như thành công 90% rồi đó. Đâu bữa nào mọi người thử vô bếp làm món này đi, ổn á. Còn bây giờ thì mời mọi người ăn chung với hai chị em nhà mình, ba với Út. Bữa nay khoái cái món gà khìa nước cam này nè mọi người, nó chua chua ngọt ngọt dịu dịu mà thơm mùi cam nữa. Nói chung là mấy đứa cháu nó sẽ khoái.